biết quẹt không? Tao quẹt quẹt mà cũng không biết nữa. Ghê vậy. Đây con. Vô. Quẹt cũng không biết quẹt luôn. Vô ngồi đi cô. Biết quẹt không? Tao cô quẹt quẹt mà cũng không biết nữa. Ghê vậy. Này con. Vô. Quẹt cũng không biết quẹt luôn. Gà ngon quá. Chút quậy sữa cho nó uống đi Linh. Đó mà Mỹ. Chút xin chỗ miếng nước thôi. Miếng nước nóng vậy cho nó uống đi để sáng giờ. Ở bên mà nó mình cứ cho bú mà. À nó cũng đỡ. Ông không kêu ăn dân ông Minh. Em ơi ăn với anh nè. Em ơi ăn với anh nè. Gì ghê ta. Thầu bắt xe đi bắt xe giờ người đi đi à. Tiếp tục cái cuộc hành trình. đi xuyên việt không? Hai đứa ăn xong đi rồi anh báo tin vui ha cho hai em. Hay. Vui ơi là vui không? Vui ơi là vui. Rồi ăn làm cái gì khán giả. Sao di chuyển ngoài vậy? Tao nói ăn cương mới lập nghiệp mà di chuyển ngoài vậy? Tại nó chưa có ăn cương. Chưa ăn cư phải không? Ừ, chừng nào ăn cư mới lập nghiệp rồi. Rồi. Rồi đút nè. Linh cưng vừa ăn vừa đút nó luôn đi. Giờ ăn đi rồi đút rồi, bé rồi sau hầu nó nguội ngắt sao em ăn được. Đúng không? Rồi cho nó no rồi hầu nguội sao em ăn, em vừa ăn vừa đút đấy. Nó thường chai gì không mà. Cũng đứt ruột mà hiếm lắm nghe. Hiếm lắm nó thật luôn, hiếm. Hiếm lắm. Rất hiếm. Hiếm có ai mà chai dựng được mà giống như Linh đâu thầy có. Ai mà đút. Đút thì đút như đâu ấy đâu. Chai dựng năm bầu qua mà. Nhìn vậy. Từ, cái này trời mưa đó em. Trời ơi, gió nó tóc mấy miếng bù xù lên dần. Ngon không mình? Không lại ông đút vô giống như nhăn ông ăn gói thiệt tình. Không ăn. Tặng em biết kìa ha. Tặng uống nước với ăn trái cây không à. Ít khi nào ăn cơm đó. Ăn với chiều á. Không, với dắt nào cũng ăn mà uống nước với ăn trái cây không ít lâu lắm, hiếm lắm mới gặp có ăn cơm. Ngon à? Ừ. Hôm qua người ta cho em
ăn trái cây ba ăn không bắp ba thì bắp thì cũng thuộc thì bắp là cũng thuộc về trái cây ăn gì là ba ăn rồi rồi kè nước nóng kè chế vô sữa đi có cái gì chưa vui dạ không thấy bình sữa nằm đâu gì đưa uống gì uống đã pha sữa mà uống cái gì để pha sữa cho bé uống ăn luôn múc một tự múc ăn luôn con ừ ăn luôn tự quất luôn tự quất luôn mấy muốn sữa mấy muốn nước em ba chắc ba nhắm chừng quá nghe như muốn nước pha sữa cho con uống nè cha dượng mà phải có trách nhiệm chứ rồi có chừng chưa chừng bé kè đổi có chừng chụp vô đó xa xa ra để bé chụp á cô đó xin ngoài dạ. Cô đó xin no không chú Minh no hả tiếp tục di chuyển rồi quý khán giả ơi thôi nè hai đứa à, hai đứa đứng đây nói nè Linh thì đáng lẽ nhà hảo tâm bên anh á là tính mua thùng sữa cho hai em nhưng mà thấy giờ di chuyển tùm lum sao ôm thùng sữa nổi thôi thì anh có quà của nhà hảo tâm gửi cho hai em là 200.000 ha cảm ơn nhà hảo tâm có tiền đi chơi không kìa cảm ơn nha
mà nữa. Clip này cảm ơn nhà hữu tâm rất nhiều nha. Người nào rồi đó lên đây. Chúng mình hả? À? Ở chỗ này là hồi xưa mình cũng từng ở một lần rồi ha. Rồi, ở đây cũng có cái quán nữa nè mà người ta giảo rồi đó. À, rồi sao em hồi xưa em ở được sao em đi? Tại người ta lấy lại người ta báo quán, giờ người ta nghỉ bán. Ờ, mình vô ở tiếp không? Ừ, có cái chòi hả? Có, ờ, có cái chòi ngoài bên đó nó bán. Đây, ồ, đây quá mát rồi. Nhưng mà ở đây là người ta có hay ra vô người ta ở không á? Không, người ta còn chòi rồi. Ờ, bỏ luôn ha. Dạ. Rồi ô đây có mương kinh rồi bắt cá ốc cả luôn. Nhưng mà dưới đây mình bắt ốc có không? Có. Rồi dưới đây sống khỏe luôn. Cá nhiều nữa. Rồi là trời ơi có được cái máy tre mới rồi nè. Hôm nay thì U27 với U18 đã có chỗ ở mới rồi nha cả nhà. Trời ơi quá mát. Ê. Quá mát luôn. Ủa cô Dũng đâu? Cô Dũng đâu? Sao đi vậy? Đi chung mà. Có đâu? Nè chở. Không biết. Nè chở cô Dũng. Rồi bắt đầu chở. Ai chở? Nãy đi với ông Nắm hay vậy? Ừ. Đó. Cổ đâu rồi? Chỉ ghé cô Dung ghé đó rồi cái cô Dung đấy ghé vô đây thăm thăm bà ba cái xong rồi cái kêu cô Dung nữa cô Dung không chịu đi. Cô Dung nó mệt quá nghỉ đi luôn à. Sao có biết chỗ này không? Bắt đầu bộ hay lắm. Cô Dung hả? Cô Dung biết không? Cô Dung hồi nãy ông Nắm chở rồi nó rớt rồi. Chết rồi. Rồi sao? Rồi xong rồi chú anh ơi, chứ này cô Dung nói nghỉ đi theo chú luôn à. Ở đây mát nè. Mát quá là. Ừ, thôi. Mát rồi nghỉ thôi ha. Nhưng mà tối mình ngủ trong đó em. Tối mình ngủ. Không, lại đi. Tối nó ngủ kính hơn. Nhưng mà nhặt cái là không có đèn đúng. Có cái bóng đèn. Có đèn pin. Đèn pin. Đèn pin hả? Có không? Có đèn pin. Rồi điện khỏi bỏng rồi sạc làm sao? Đi ra quán nè. Ra quán sáng nè. Quán xe quán cũng xa. Ở đây là bắt ốc được nè, bắt cua được nè, ngon là luôn, ngon hơn chỗ cũ luôn. Ở đẳng có quán gần gần cái sân cũ có cái quán nè. Cầu trời khấn phật cho chuyến này ăn cư lập nghiệp nha, đừng đi nữa nha. Cư lập nghiệp tại đây. Ừ. Bây giờ chiều một chút mua nải chuối đi, cứu ông đệ đây, cho con ăn cư lập nghiệp đây, con đừng đi nữa, đi hoài mệt mỏi quá rồi. Bây giờ nè, nhóm mình ở đây được không? Rồi ví dụ gì chiều á, tụi anh nồi ơn son chảo đồ á, rồi để cho mình nấu nướng chứ mình ở viện sao được, mình đâu đi xin được. Ở đây được rồi đó, không ai đuổi chứ. Nhưng mà ở đây sao biết không ai đuổi. Em ở đây rồi, một lần rồi. Sao mở luôn rồi đi. Tại người ta lấy lại người ta bán, giờ người ta bỏ quen rồi đó. Ta lấy lại người ta bán chứ không có đuổi nha. Ý là lấy lại người ta bán nơi cà phê. Vậy đó người ta mà biết người ta cầm, cầm lấy lại để người ta hoạt động cái kinh doanh của người ta thôi. Mỹ. Rồi. Đây. Này chịu hôm nay mời dẹp nè. Nước đây sâu không Linh? Càng queo quá. Thấy cá luôn, thấy cá lội luôn á. Nhưng mà mình dễ bắt không? Dễ. Vậy cũng được rồi ha. Nói chung ở đây sống tạm được. Linh mặc áo giống đùi mòn luôn. Ừ, có đâu có bộ đồ ấy cơ vậy? Có bộ mà không em? Có bộ mà. Cho đó. Trời ơi. Chúng ra xe anh còn không? Rồi. Nhưng mà em mặc đồ phụ nữ được không? Anh cho bộ đồ phụ nữ nè. Mỹ nè, em có quần áo đầy đủ không? Em lấy đồ chồng em mặc nữa nè. Ờ. Sáng giờ không được. Cái hồi ra xe anh còn mấy bộ đồ phụ nữ kìa. Tại vì mình quân gửi đi đâu gặp cảnh khó khăn đó cho đó. Ê, tại vì là có nước không ta? Nước trong nhẫm đâu có nước tắm. Nước sạch đây em. Để sạch này tắm dơ lắm. Thầy nước sạch ta đó. Sạch nước đã xong nó chảy vô đó. Chứ nào xong chảy vô uống. Không có uống thuốc men nó xả ra. Đúng rồi, thuốc xả. Ý tụi anh hỏi à, nước mình để mình uống á. Nước uống. Thôi có gì. Không có mà uống nước gì uống đây luôn hả? Không. Uống nước này hả? Không có. Thấy nguyên mày dịch đắng không? Nguyên mày dịch đắng không? Ôi để cái gì lát tụi anh đi mua cho em bình nước được không? Bình cái bình nhựa. Được không? Bình nước mình đổi nữa. Chịu không? Cái gì nữa mình đổi. Chịu rồi nói chịu. Chịu không? Vậy thì bây giờ chút xíu mình xuống mình bắt cá có không? Có. Kiếm lưới lên. Có nồi son gì đâu mình nấu nướng mình có đồ ăn mình ăn luôn. Ông ngoại. Đúng không?
Chăm rồi chú anh ơi, chiếc này cô vô bỏ chú luôn rồi. Bỏ luôn rồi. Sao mà nắm chạy sao rớt ba luôn rồi. Hả? À. Cô Dung. Vậy sao chú Minh? Cô Dung nói con gì nè, đi theo chú Minh đó vừa đói mà vừa mệt nữa, bây giờ ở nhà cho nó chắc. Mà theo ông nói gì nãy ba nói địch địch hoài nữa. Ừ, mà nói có bệnh địch địch nữa, mà địch đi mười mấy cái nữa. Ai mà chịu nổi. Bà đi theo ông khác luôn rồi. Và theo ông khác luôn rồi. Cái đẹp trai hơn nữa. Xong. Ngoài ra, ngặt cái lòng này không có găng nghe, ông đẹp trai mà không có găng. Muốn gì? Ê, nhưng mà để ý cái chỗ này mát hơn chỗ qua không mày? Mát hơn. Mát hơn. Mát hơn. Mát hơn. Đúng rồi, chỗ qua là mình vô đứng chút xíu là nó cứ nóng đúng cái thằng lên. Đúng rồi, chảy. Ở đây thấy thoáng nè. Này, chỗ này im. Tại vì sao ở đây được có cái cây to nè. Ừ. Ở đây nữa, có hai cái võng nữa, bị người ta cuốn rồi, người ta cắn lúa xong người ta cuốn. Hai cái võng thì mình đi bữa nào mình lấy cái bao đó. Mà kết màu đen được không? Rồi một hồi là ơi Linh đang đĩa gà. Đĩa cá. Đĩa cá. Đĩa cá đó. Nghiên cứu này, nghiên cứu. Đi. Ở đây là cái chỗ để mà mò cua bắt ốc đồ cũng được, cũng sống được. Cái này mình làm cái giớn được nên Linh. Cái giỏ nó lấy rồi. Lấy gì em? 12 cái ngục. Ủa lúc xưa em mua em đặt hay gì? Nó đi đâu hồi. Rồi. Đâu tới bây giờ. Có không? Mấy cái mua đặt sau nữa. Ờ, mà bị mắc hả không? Dễ phải rồi. Này, cái tháng ờ, sao còn? Ngày nào cũng thăm đi, nhiều khi còn bị mắc nữa không chứ để cả tháng trời. Mà ví dụ mấy cái đó là mấy cái 12 con ngục là để mình bắt cá. Mình để dăng ngang đổi. Nhưng mà cái thời gian mình bắt được cá lâu không? Có nghĩa là mình để là khoảng mấy tiếng đồng hồ mà cá mới vô. Đêm hoàng đêm nó mới vô. Đi nó vô mát này, vô mát nghiên cứu đi. Mày nước hình như đang lớn không Linh? Đang lớn. Đi, dứt. Trời ơi, con trai nè, trời ơi. Trời ơi. Tình cha mát như vần thái dương. Bé nhỏ này nữa lớn lên làm vận động viên Man La Tông được nè. Tại di chuyển nhiều quá chạy dữ luôn. Ê, mùng mền hôm qua có vô theo không? Có mùng không có chiếu. Có mùng không có chiếu. Bây giờ vô chổng, hồi vô chổng. Bây giờ dắt mình vô chổng. Vô chổng. Đúng rồi. Đi. À, xin mời Linh review nơi ở mới. Đi luôn em. Để cho ngoại giữ cháu đi. Chú quận quay. Coi chữ ngoại giữ kỹ nha ngoại. Ở đây là bờ kinh nha ngoại. Kinh đấy nha ngoại. Quá ha. Trời, nó có xe hơi nữa chả. Xe hơi nữa coi thiệt. Châu nó kêu cao. Hai chồng muốn thành cầu thủ gì tặng bản đồ giống cầu thủ đá banh không vậy? Gơi thiệt. Xe hơi luôn, gơi thiệt. Nhà tuy nhỏ nhưng mà có xe hơi. Không thấy cái nhà trong đây ở im nè. Rồi có toilet này kia, có toilet riêng nè, phải không? Người dẫn hả? Có nhà vệ sinh luôn nè. Ừ. Ồ, nhà luôn cái bộ. Có nước rồi thằng ơi, nước. Sắp đi kinh lên dọn lên. Nước chịu khó đi ấy rồi. Sách lên. Wow. Ồ, cũng được. Nói chung không nổi. Ngon luôn. Chơi đi. Ôi, yếu tạ. Đi nhẹ lắm. Chà, kỳ giấc này đẻ nữa quá. Quá bén rồi. Đây tí cái là không có điện ha. Đấy, có điện rồi sao qua cũng đó. Ơi cái này mình có dự tính là ngăn phòng gì không? Không. Ủa? Chị không ngăn phòng riêng tư. Ở trên già là không. Này cũng đâu có phòng đâu. Không có, mình chú Minh với cô Dung á, người làm một phòng. Đúng rồi, phải có phòng. Đây rộng là chia được mấy phòng á. Ba phòng. Ừ, có cái lỗ kìa, coi chừng mấy cái lọt con lọt. Ê, ở đây ở đứa nhỏ coi chừng đó nha. Kiếm cái gì cho dòm cho kỹ á. Còn đây toilet nè quý vị. Nè, có sân nước nữa nè, giỡn hả? Đây có sân nước mà.
này chắc không có xài được rồi. Xin nước cắt hay cắt nước cắt rồi cắt nước không mình xách lên mình xách lên đấy mình rửa thì có thể là nó mở lại đó cho hơi mở đâu này nước là chưa tới té đó. Quay nè, ê cái lỗ này nè, dù tụi em kiếm dáng rồi kiếm dáng nha, chiều kiếm dáng đắp lại nha, cuối cùng ta cũng đã có được cái nhà mới. Dịnh dịnh con lại dịnh lại để lọt dưới rồi con thôi vậy cũng mừng rồi. Chúc mừng. Để chút xíu tụi anh đi ra ngoài mua cho mình nước với một số gia vị đồ bột ngọt rồi kia đâu đó, rồi về mình tự nấu nướng nha. Rồi đi đi ra con, rồi đồ đây ha, đồ để đồ đây rồi vậy đó mừng rồi, quá mừng rồi. Ba má mới sắm được cái nhà bự quá bự mừng không còn ngủ chạy nữa, có nhà mới gì mà vui vui con chịu ở rồi ta. Ba chạy đâu mà nắm chạy rứt giống từ giờ sao kiếm cái nãy cô Dung quá dụ thôi. Bên tôi ngừng ngay dốc cầu á, cái bên ấy tôi ghé lại xong cái tôi kêu cô Dung thôi nghỉ đây à, không có theo con chó mình nữa. Theo nó cực mà đói bụng nữa. Mấy bữa nay đi giáp cái miền Tây rồi mà không có chú được chỗ nào hết. Ủa cái bên đó là gì nữa ta, nhà vệ sinh nữa hả? Ê em xin với em coi thử trong đó, trong nhà vệ sinh nó có nước rồi không? Không. Dễ gì cắt ờ chứ để hôm nay không có ai người ta xả. Ừ. Có cây bằng lăng bằng lăng tím luôn này, có bánh kẹo hay gì anh Nắm gì vậy? Tính tính bánh kẹo hay gì mà bằng lăng không tại thấy bài hát bằng lăng rồi gặp bằng lăng khoái. Ở đây nó mát hơn chỗ kia nhiều luôn, chuyển qua nó hầm hen, quá hầm luôn mà. Rồi tối nay là ông ngủ một mình, ông đã báo trước cái ngàn mình cười. bà đã chạy dọc đường bà gớt rồi. Thôi giờ chúng mình lựa đi, ở trong kia hay là ở ngoài này, hai chồng ra đây đi mát.